Chào mừng bạn đến với kênh youtube bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Djokovic cùng nhánh với Veze có thể gặp Medvedev ở chung kết Earth Open. Ban tổ chức giải Earth Open 2021 đã tiến hành bốc thăm chia nhánh đấu và tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic chỉ có thể gặp ra Medvedev ở trận chung kết. Hạt giống số 1 ớt Open 2021, Novak Djokovic sẽ có trận ra quân gặp một tay vợt vượt qua vòng loại và nhiều khả năng đối đầu gen. Lena Chup, Đức ở vòng 2, tại vòng 3, Djokovic có thể gặp tay vợt từng vào chung kết cây Nishikoji hoặc hạt giống số 27 David Goffin. Ở vòng 4, Djokovic có thể chạm trán Alan Kazatse, người từng bị anh hạ ở bán kết Australian Open 2021, hoặc hạt giống số 14 Alex Zeminau, nếu tiến vào tứ kết, Djokovic có thể gặp hạt giống số 6 Matteo Berrettini, người thua anh ở chung kết Himlezon 2021, hoặc hạt giống số 10 Hubert Hu người từ Ba Lan, Alexander Veze, hạt giống số 4, nhiều khả năng là đối thủ của Djokovic ở bán kết. Cuộc chạm trán Djokovic và Veze gợi nhớ đến trận bán kết đơn nam môn quần vợt tại Olympic Tokyo 2020. Veze khiến Djokovic ôm hận sau 3 set tại bán kết và sau đó giành huy chương vàng khiến giấc mơ có được danh hiệu ở sân chơi Olympic của Djokovic tan vỡ. Ở nhánh còn lại, hạt giống số 2 ra Medvedev có trận gia quân gặp Richard ga Ngôi sao người Nga nhiều khả năng gặp cựu vô địch Marin Cilic ở vòng 3, Zygordy Mičov tại vòng 4, hoặc hạt giống số 8 Kasper ở tứ kết. Để có thể lọt vào chung kết, Medvedev cần vượt qua hạt giống số 3 Tephano Sitsipa hoặc Andrzej Zule ở bán kết. Trận chung kết được chờ đợi nhất sẽ là màn so tài giữa Djokovic và Medvedev. Earth Open 2021 năm nay chắc chắn sẽ có tân vương khi đương kim vô địch Dominic Thiem rút lui khỏi giải đấu do chấn thương. Hai ngôi sao là Rafael Nadal và Roger Federer không tham gia Earth Open năm nay vì lý do tương tự. Djokovic hướng tới danh hiệu vô địch Earth Open 2021 để trở thành tay vợt nam đầu tiên vô địch cả bốn giải Grand Slam trong cùng một năm dương lịch. Kể từ năm 1969, sau chiến tích của Jot Lave, năm nay, Djokovic đã giành 3 Grand Slam gồm Australian Open, Roland Garros và Wimbledon. Tay vợt người Serbia sở hữu 20 danh hiệu Grand Slam cùng hai huyền thoại Rafael Nadal và Roger Federer, những đối thủ lỗi hẹn với Earth Open. Ở nội dung đơn nữ, đương kim vô địch Naomi Osaka có thể gặp cựu số 1 thế giới Aeli Quekebe ở vòng 4, Elina Vitolina ở tứ kết. Azina Sabalenka tại bán kết và Adbati tại chung kết, hai chị em nhà William không tham gia giải đấu năm nay. Earth Open diễn ra từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 13 tháng 9 tại New York, Mỹ, nhà vô địch đơn nam, đơn nữ sẽ nhận giải thưởng 2,5 triệu USD, Thùy Anh.